Thi anh em, chắc là bây giờ anh em vừa thi xong cũng là kiểu xõa lắm, kiểu quẩy ấy. Thi xong hết rồi và bây giờ chỉ đợi kết quả để xem là mình học trường đại học nào để khăn gói đi học thôi. Và thêm một vấn đề nữa là bây giờ dịch cũng đang bùng phát trở lại. Vậy thì ở nhà chúng ta nên chơi cái gì? Thì ngày hôm nay ở trong video này mình sẽ đưa anh em về khoảng thời gian 20 năm trước đi cùng Doraemon. Và xem là ở 20 năm trước thì chúng ta đã có một cuộc cách mạng như thế nào về cái việc chơi game tại nhà. Và như anh em có thể nhìn thấy trên bàn thì mình đang có đây là một siêu phẩm. Có thể nói là ở cách đây 20 năm ấy, sự xuất hiện của nó, con PS1 này này, là một sự cách mạng trong cái việc giải trí và chơi game. Nó đi theo đấy là một ngành công nghiệp về sản xuất game console cũng như là sản xuất game luôn. Và ở video này thì hãy cùng mình tìm hiểu PS1 đến thời gian hiện tại nó có còn giúp anh em được quẩy như ngày xưa nữa hay không. Với những cái sản phẩm có cái lịch sử và cái tuổi đời lâu như này thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải nói qua một chút về tiểu sử. Thì PS1 hay chỉ gọi được với cái tên duy nhất mà tất cả các phiên bản sau này không được gọi cái tên duy nhất đấy nữa là PlayStation. Và với những phiên bản sau thì chúng ta sẽ có phiên bản 2, 3, 4, 5 như bây giờ. Và được Sony công bố lần đầu vào ngày 3 tháng 12 năm 1994 tại thị trường Nhật Bản. Và giá niêm yết là $299. Và kể từ ngày PS1 được ra mắt và đánh bật mọi đối thủ khác trong cùng phân khúc và trở thành một huyền thoại, một tượng đài mà không ai có thể quên được đến ngày hôm nay. Vì đây là một cái chiếc máy nó có tuổi đời 20 năm rồi. Mà nói 20 năm thì đến mình còn nhàu chứ đừng nói là cái máy. Và anh em có thể nhìn thấy cái sự hoài niệm cũng như là cái sự cổ xưa nó đã được hiện hữu trên con máy này. Tuy nhiên thì do chủ nó cũng khá là dữ cho nên là không hề cũ lắm đâu. Và như anh em có thể nhìn thấy và để ý một chút thì điện ở đây là điện 110V. Thì bật mí một chút thì đây là con máy được sản xuất riêng cho thị trường Nhật Bản. Và mạng lưới điện Nhật Bản thì họ sử dụng điện 110. Tuy nhiên thì khi mà đem về Việt Nam thì người bạn của mình đã phải mốt lại lên nguồn là 220V để phù hợp với mạng lưới điện Việt Nam. Với vỏ nhựa nhám xám nhưng mà mình nghĩ là sau từng đấy thời gian mà vẫn giữ được cái ngoại hình như này, không bị nhàu ấy, không bị nát quá ấy, thì đã chứng tỏ là chủ, thứ nhất là chủ đã giữ lắm rồi và nó quá bền. Phía bên phải này thì chúng ta sẽ có một nút để mở ổ đĩa. Và cái cảm giác bấm vào cái nút open này nó vẫn đem lại một cái hào hứng, một cái sung sướng lắm. Khi mà bấm vào ổ đĩa thì nó sẽ từ từ mở ra và chỉ cần anh em cho đĩa vào là có thể chơi game được luôn. Và mình cũng có sẵn ở đây mấy cái game đình đám từ ngày xưa như là Winning Eleven 3, Chocobo Racing, Yu-Gi-Oh! Và Twisted Metal 2. Và tí nữa thì mình sẽ cùng sống lại những cái ngày tháng thơ ấu đấy cùng anh em. Phía bên trái đây là nút nguồn và nút reset. Ngay phía bên dưới chúng ta sẽ có hai cổng cắm thẻ nhớ để save game. Thẻ nhớ thì trông vẫn rất là xịn và to chứ không nhỏ gọn như là bây giờ. Và ngay phía dưới thẻ nhớ là cổng cắm tay cầm. Mặt sau sẽ là cổng cắm AC và AV cổ đại, nguồn và xuất hình ảnh. Mặt dưới đáy sẽ là phần tản nhiệt và chân đế cao su. Sau các cái bước setup thì bây giờ mình nghĩ là mình cũng nên sống lại tuổi thơ một chút. Bây giờ thì anh em hãy cùng mình sống lại cái tuổi thơ đấy xem như thế nào. À, có một vấn đề nữa thì mình khuyên anh em nên sử dụng những cái màn hình có tỷ lệ là 16:9 và Full HD để có thể trải nghiệm cũng như là sống lại cái tuổi thơ một cách kiểu perfect nhất. Ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta đã quá quen thuộc với những cái tựa game đình đám kiểu nó chân thật đến từng cái sợi lông một và quá giống người đi. Tuy nhiên thì càng về sau này nếu anh em tinh ý thì có thể thấy là các cái cốt truyện của những cái game càng ra tận đời về sau ấy, nó càng bị kém hấp dẫn hơn. Và anh em muốn trải nghiệm lại những cái tựa game với những cái cốt truyện vô cùng hay thì chỉ có cách là chúng ta quay trở lại ngày xưa với những cái thước game hoài niệm như thế này. Và với cái độ phân giải hình ảnh thì đương nhiên là nó không thể nào mà so sánh được những cái game mới bây giờ. Và anh em chỉ có một cái chất lượng hình ảnh nó hơn đào vàng và Pikachu một chút vì nó còn có cử động được. Về tay cầm chơi game thì vẫn rất là sướng anh em ạ. Tất nhiên là so với những cái tay cầm ở thời điểm hiện tại thì nó không bằng, nhưng mà cái trải nghiệm trên cái console PS1 vẫn cho người chơi cái tốc độ phản hồi rất là tốt, bấm vẫn rất là đã, và hơn hết là nó vẫn có một cái gì đấy là console của PlayStation đẳng cấp dù đã qua cái thời gian. Và như mình đã nói ở bên trên thì nếu anh em đã quá chán những cái đồ họa đình đám và không đủ tiền để đu theo những cái cấu hình máy siêu khủng để cân những cái tựa game
nó khủng khiếp như vậy, thì hãy cân nhắc đến cái việc là sống lại ngày xưa, hòa mình và đắm chìm mình vào trong những cái cốt truyện vô cùng hay của những cái tựa game cổ như thế này. Và chỉ ở những tựa game cổ như thế thì chúng ta mới có thể đắm chìm vào những cái cốt truyện và cảm thấy một cách kiểu rất là lôi cuốn. Và anh em nghĩ sao về người đi đầu trong cuộc cách mạng chơi game này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới. Cũng như là nếu mà anh em đã từng có những cái kỷ niệm như vậy với con máy PS1 này, thì đừng quên chia sẻ phía dưới để cho chúng mình biết. Và ngoài ra thì xem đến đây rồi thì đừng ngần ngại để lại một like, vì tuổi thơ mà, chúng ta ai ai cũng muốn quay lại. Và cũng như đừng quên bấm subscribe và hình cái chuông để có thể theo dõi những video mới nhất và cùng mình sống lại những cái hương vị tuổi thơ đấy. Và bây giờ thì hết video rồi, mình phải chơi game và khóc sướt mướt tiếp đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mình là Vinh Tokuda.